chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài 6.13. Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương, R tương đương của một đoạn mạch song song, chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau, thì nhỏ hơn một điện trở thành phần. Tức là R tương đương sẽ nhỏ hơn R1, R tương đương nhỏ hơn R2, R tương đương nhỏ hơn R3. Thì bài này hướng dẫn giải như sau. Ta có công thức 1 chia R tương đương bằng 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 1 chia R3 với điều kiện là các điện trở R1, R2, R3 khác không. Từ công thức này ta có thể suy ra được 1 chia R tương đương sẽ lớn hơn 1 chia R1. Thì các bạn đã biết rằng một phân số lớn hơn một phân số kia thì cái mẫu số nó sẽ nhỏ hơn. Từ đó chúng ta sẽ suy ra R tương đương nhỏ hơn R1. Tương tự, ta có thể chứng minh được là R tương đương nhỏ hơn R2 và R tương đương nhỏ hơn R3.